Mộ Dung Bạch và Phó Thanh Vân thật sự không phải là người tốt đâu. Đại ca, chúng muốn hại Quy. Người đã thương Thanh Vân thì giải thích sau đi. Chỉ cần kế hoạch mau chóng hoàn thành, mình mới có cơ hội trở lại cuộc sống như xưa. Ta phải giữ lấy mạng sống để trả thù cho nghĩa phụ ta, trả thù cho toàn bộ Đào Nguyên. Được, đợi sau khi Mộ Dung chuyển môn chữa lành bệnh cho Sở cô nương, chúng ta quyết trận sinh tử, kết thúc ân oán. Đó. Vực Thẩm Online phát sóng lúc 11 giờ từ ngày 19 tháng 12 trên kênh SCTV 9.